Tùng, Tùng này bao nhiêu đây bác chủ? 18 triệu anh ạ. 18 à? 13 triệu đây. 13 à? À, con này hôm trước, đợt trước ấy rồi. Con xanh kia có gì thay đổi chưa? Bao nhiêu nhỉ? Cục này sao? 12 triệu. 12 à? Ok, để xem con tùng này nào. Tùng được cái lá. Tùng này trăm cái lá tùng tốt nhỉ. Không bị dẹp giết gì cả, không có dấu hiệu dẹp giết. Tùng tốt. Mới lên đất, mới lên chậu. Mới lên thay chậu, chắc thay cái chậu này cái xanh kia. Chậu này là chậu cây xanh kia. À, lấy đâu kia bác? Tùng đổ vào bao nhiêu quyên bố rồi? Đây. Bảo nó đến chỗ 88 tôi đi. Đấy, tay thì vặn vẹo thì có thời gian rồi, nhưng mà tùng là phải nhiều, nó rất là dễ sống nhưng phải chăm đấy các bạn, nó hay bị bệnh, hay bị dẹp, nhất là cái dẹp ấy. Dẹp nó ám là hại cây lắm, thậm chí là chết cả cây ấy. Không thở được. Đấy, khá là hay. Số thì hôm trước tiền trước mà có cái video đồng giá 6 triệu một cây ấy, là có số của bác ấy rồi nha. Mà lô anh em xem video nhớ bật cái tiếng lên nhé, có đọc số ở đấy hoặc là bác chủ cây bác đọc số trực tiếp như giá thì các bác nghe luôn. Nhiều lúc cứ các bác cứ bảo là chưa có số. Ấy à, hôm nay có vẻ hơi gầy đấy nhỉ. Không ốm gầy nào chung ra. Vâng, vâng. Còn cắt giật đấy bác, giật đây. Phi giật bất thành tùng. Phun nước chăm chút tốt phết, những lá nó mướt. Bệt nhưng mà vẫn còn hơi rách. Nuôi được, giá hợp lý thì lấy được. Thợ thôi chứ còn đấy, các cụ thì không nên thả rông một hồi như xong bắt đầu coi như đây này. Cái này chỉ có thợ nó mới nên lấy thì nó lấy nó còn. Cái này thì nó đậm tiền mà nó các cụ về thì không chơi được ngay, lâu lắm. Đời người nó mới xong được cái cây. Bệt thì nó bệt được vững nhưng mà nó hơi vẫn hơi rách. Nó chưa được dùng, nó không chưa được lạc lắm. Không. Cái dáng này thì là đẹp rồi. Dáng đẹp bề vệ trực vững rồi, rất vững rồi. Nhưng mà dây cành với lại bệt thì nó có thời gian nó có thể dính được, chứ còn tay cành thì đang khó. Tay cành làm nó là một cây đẹp, thợ săn được, nhưng mà phải thợ. À, các cụ mà chơi chơi ngay thì chưa chơi được, đóng khôi thôi, cho thợ đổ một. Quá là. Này về phải cắt cút lại hết. Thế này cắt ngày xưa là đang vặn vẹo vào dây, bây giờ cắt thu ngắn lại hết. Nó đỡ đuỗn mà.
nó đang bị đuỗn dần rồi, đuỗn. Sau đó bây giờ nó, cái này nếu mà cắt thì lại phải cắt phụt nữa. Bây giờ cho nó lên được 8 này. Đây này. Đây là đuỗn. Những cái cây như thế kia là mình đã là, vâng. Là chơi được ngay. Đấy, các bác nhìn lên chơi với cái đấy. Chứ cái này là phải làm rồi. Vâng. Còn làm thì chắc là được cái mặt này đẹp. Sợ làm chứ mình làm có khi là xấu mẹ đi. Và các cụ thì chơi cái này nó hơi lâu. Mà nhưng mà nếu mà các cụ là thợ mà thích làm thì mua cái này thì lại hay hơn. Vui sẽ lâu lắm, vui. Đấy, mà muốn chơi ngay thì chưa. Chơi ngay mình lấy cái kia. Đây được cái dáng nó hay, cái dáng trực nó hay. Vâng, anh ngồi đây. Trực cửa trực vàng nhà. Đại khu. Đại khu là cổ đúng không? Về bóc bệ xong rồi ấy đi. Cho ăn phân ngập mặt. Phân lợn. Cổ ngập vã nó tay cảnh nó to cắt trời nó kỳ công lắm, cứ chơi mà cứ qua loa thì nó không đẹp được rồi. Nó phải được những cái này hết, bỏ hết đuỗn yeah. Xử lý những cái đầu nó đang rất thô, cái này nó đang bị chắc phải bỏ cái khổ này đi. Mất đi thì là mất chỗ này lại trống, phải nuôi lại. Đấy, phải nuôi lại bao giờ cho nó ra được những cái này. Đấy, thì mỗi người một có người thì chấp nhận được thì mình cứ thế nuôi thôi. Có người mà người nhìn không ưng là thịt ngay. Thậm chí hoàn thiện rồi cũng thịt bỏ. Đấy, thủ là nhìn người như là thể thao. Thân với cái dáng nó rất thẳng, rất thụ. Thân nó lên là tay cành chi nó không có đi. Được cái đoạn thân nó vững chãi, nhìn nó vững. Ngắn nó vững. Đây à, hai ông này à. Hai ông Nguyệt Quế Mini này. Vừa mới đang dựng cái cây này đây. À, cái này được cả đôi giống nhau. Nhưng mà đây này bao giờ chứ cắt luôn cái này nó đấy thì về nuôi lại cắt thôi, cứ dần dần nó đầy lên. Nuôi lại cắt xong cứ dần dần nó đầy lên thôi. À, đang ép cái này vào đây làm ngọn, cái này chắc làm ngọn đấy rồi. Và thì bây giờ ra thì mình ngọn thì nó mình tỉa thôi. Cái này thì cứ tỉa cho nó dày ra thôi, tỉa nó dày ra thôi. Nặng ở cái chậu, với đất thôi. Nhưng mà cái giống này mà là ít đất thì người yếu phê bón. Đấy. Ít đất thì phải bón. Phân bón cây sai. bón nhiều thì lại lại. Không, nó có phân tan chậm thì nó mới ăn dần được. Không sợ bị sót bị gì cả. Tụt quần quá. Tôi nhích dần theo cái độ thích của mình. Cây này thợ thì cây này mặt này thì hơi khó, tất nhiên vẫn bóc được. Đây này cốt thật đây, bỏ cái miếng này đi, nên bỏ miếng này chỗ này trống để nuôi này lên, nhưng mà buộc phải bỏ này đi thôi.
này đi đâu. Chỗ này nó chưa được lành này. Dí một cái miếng gì vào đây cho nó bè cái chỗ này ra, hoặc đục cho nó bè cái chỗ này ra này. Phì cái chỗ này ra cho nó dính. Thân chỗ này nó đang bị rách, rách thân nó nghĩa là đây. Các bác nhìn nó lộ những cái rễ nó buông thôi. Tất nhiên cái này làm được. Cái cảnh thì hơi khó, cái cảnh nó đã như thế này rồi. Các nhìn thì hơi gian nan. Gian nan. Quế này thì đang đòi 4 triệu hai cây. Ok, cảm ơn các bác để sang khu vực rồi anh trước.